hướng dẫn các bạn cách sử dụng ổ khóa báo động chống trục chìa xoay. Bỏ chìa khóa vô, quay ngược lại cho nó vừa khớp, rồi quay xuôi lại, mở ra ra. Mình thả xuống, nghe hai tiếng bíp là chế độ bình thường, nghe một bíp là chế độ báo động. Mình khóa lại, bíp một cái có nghĩa là chế độ báo động bắt đầu khởi động. Nếu trộm đụng vào khóa, nó sẽ tích 5 tiếng bíp cảnh báo kẻ trộm. 5 tiếng bíp. Nếu trộm còn tiếp tục đụng vào khóa thì nó sẽ phát báo động. Mở ra. Thì không muốn xài chức năng báo động mà muốn cài về chế độ bình thường thì mình thả xuống, nghe một tiếng bíp là chế độ báo động, hai tiếng bíp là chế độ bình thường. Chế độ bình thường thì khóa lại đó, khóa đang ở chế độ bình thường.